Kathy, huh? Kathy. All right. Hello? Yes? ESS. Fresh from the press. Hay chữ S? Yes. Press là F á, thấy không? F dầu, F mở, N, F duyên là cái F này nè. Press. Press là F đó, nhớ yeah, F dầu, F mở đó. Ai nở F duyên là cái press này nè. F là số. Nhanh. Mới giúp cố là bôi lại nữa rồi. Fresh là trên là tươi. Press ở dưới là F, mà cái này đọc là fresh. Còn cái dưới đầu là fresh, press, khác nhau nhé. Đọc với tôi đi, fresh. 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 Press. Press. Thí dụ như tiền tươi mình gọi là gì? Tiền tươi, tiền xanh á. Hỏi cho tôi muốn tiền tươi. Pay you. Không phải là fresh money mà là pay me cash. Còn mà muốn rõ cash á, tại nhiều khi trả cash á, cũng có nghĩa là cái sắc mà có tiền, họ cũng kêu là cash nữa. Sách mà có tiền cũng gọi là cash. Thành ra muốn không, tôi muốn là tiền tươi á, thì nó là green money, tiền xanh. Green đó, từ đồng đô la Mỹ nó xanh lè. Thấy không? I want green money. Hay là green cash. Green, biết chữ green không? I want green cash. Cái này là fresh, cái này là press, cái này là flash. Flash, cái này mấy chữ này mình thấy dễ đọc hay dễ lầm đó. Flash. Flash là xác thịt. Flash là cái xác thịt, cái thịt của mình đó. Flash là xác thịt, không phải tinh thần. Nó thuộc về xác thịt. Một bên là flash, bên là press, một bên là fresh. Có cái gì SS nữa mà mình dễ đọc lộn không? Thế mà nói phiên âm trật cái này người ta hiểu khác liền nha. Đọc lại với tôi là fresh, press, flash. Ok, flash. Flash, thịt thì đi với máu, gọi là flash. Flash and blood. Flesh and blood, thịt và máu. Flesh and blood. Thí dụ nói rằng là cô ta là máu mủ của tôi. She is my flesh and blood. Tức là cô ta là chị em ruột đó. Nó là ruột máu mủ mày, nó nhớ mày với tao. Mày là với tao là ruột thịt, một cha một mẹ, rõ chưa? Không phải người dân nước lã đâu mà mày đối vậy, thấy không? You are my flesh and blood. Yeah. You are my flesh and blood. Yeah. Tức là anh á, and là he is my flesh and blood. Ổng là, ổng với tôi là một cùng một máu mủ. Nếu mình nói rộng hơn á, thì nhiều khi mình nói đồng bào với nhau đó. We are in one flesh and blood. Nói là nói tinh thần thôi. Tức là chúng ta cùng một mẹ trăm con. Cùng ở trong một bọc mẹ đấy, bọc là cái bào, thấy không? Đồng là cái gì? Đồng là phải bằng đồng không? Đồng là chung, chung cái bào, tức là chung cái bọc đó. Hồi xưa mình ở loi nhoi, trăm trứng là ở trong cái bọc mẹ đó, thấy không? Mình mới gọi, cho nên mình mới gọi là kính thưa đồng bào, là ở chung một cái bọc với nhau đó. Tôi ghét đồng bào lắm, gặp đồng bào là tôi giết. Tại quên mất cái nghĩa là nghĩa đồng bào đi. Bởi vì cái là nghĩa đồng bào là vì vậy, thấy không? Cho nên nó là flesh and blood. Cái đồng bào đó mình có thể xem như là flesh and blood được. Alright, mình bữa nay mình học được một bài hát. Bây giờ mình trở lại cái bài Five Fingers Prayer. Bên này ai cũng có tờ này phải không? Rồi. Cái bài kỳ trước tôi cũng mắc nợ quý vị, tôi chưa dạy hết, mới dạy được chữ second hay first gì rồi, cái rồi mình đi rồi. The Five Fingers Prayer, prayer là bài cầu nguyện, cái bài cầu kinh, cái bài cầu nguyện là prayer, đọc với tôi, prayer. 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 Five Fingers. Five Fingers.
Five fingers. Tức là năm cái ngón tay ha. Năm ngón tay. Alright. Okay, bây giờ mình tập đọc một chút đi cho máy camera xuống để cho có chữ. Can you have the camera going down? Oh, you don't have one? So you can, they can read this lesson. Okay. Down here is okay. Cho chúng bọn bạn cho xin một bài để cho bài camera tập đọc cái này ha. This is so neat. This is so neat. This is so neat. This is so neat. Cái này hay quá, cái này gọn quá. Yeah. I had never heard this before. I had never heard this before. Tôi chưa bao giờ đã nghe cái này trước đây. This is so neat. Neat là gọn. Mà neat có nghĩa là cái này hay quá, cái này hay hết sảy. Cái này thiệt là hay. Chỉ neat có nghĩa là vậy. This is beautiful. Cái này thì đẹp. This is beautiful. This is beautiful. Beautiful. And it is surely, and it is surely, surely, surely worth making. Worth making. Worth, 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 worth making. Making. The five finger prayer. The five finger prayer. A part of our lives. 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 A part of our lives. Tôi chưa có nghe cái này trước đây bao giờ. This is beautiful. Cái này đẹp. Cái này đẹp. Beautiful là đẹp. And it is, và nó thì surely, chắc chắn, worth là đáng giá. Making, làm cho the five finger prayer. Cái bài cầu nguyện năm ngón tay. Five finger nhưng mà không có chữ S. Quý vị thấy không? Có nghĩa là cái bài cầu nguyện năm ngón tay chứ không phải là năm cái ngón tay. Cho nên cái chữ five finger nó trở thành một cái tính từ. Five finger prayer, chữ finger nó không bao giờ có S. Tại vì chữ prayer là danh từ. Yeah. Making the five finger prayer, làm cho cái bài cầu nguyện về năm ngón tay. A part, là một phần of our lives, của đời sống chúng ta. Our lives, đời sống của chúng ta. Bởi vì nhiều đời sống cho nên chữ lives có S. Yeah. Bắt đầu số 1. Your thumb is nearest you. Đọc với tôi đi. Your thumb is nearest you. Your thumb, thumb, thumb is nearest you. Is nearest to you đó. Nhưng mà nó nói is nearest you. Tức là cái ngón cái đó của bạn đó thì nó gần bạn nhất. Vậy mình đưa ra vậy, cái ngón cái nó gần mình nhất phải không? Giơ tay ra, cái ngón cái nó gần mình nhất. Your thumb is nearest you. So begin your prayers. Cho nên bắt đầu những cái bài cầu nguyện của bạn, cái bài cầu kinh, bài cầu xin của bạn. By praying, bằng cách cầu xin, to those, for those closest to you, cho những cái người mà gần nhất, gần với bạn nhất. Đọc lại với tôi. So begin your prayers by praying for those closest to you. Cho nên bắt đầu những bài cầu nguyện của bạn bằng cách cầu xin cho những người mà gần bạn nhất. Tiếp theo, they are the easiest to remember. They are the easiest to remember. Bởi vì họ, hay là những cái bài cầu kinh đó, đây là không phải là họ, mà những cái người, những cái bài cầu kinh đó, the easiest là những cái dễ nhất. Easy là dễ, easier là dễ hơn. The easiest là cái dễ nhất.
to remember, để mà nhớ. Chúng nó hay là những bài kinh đó là những cái mà dễ nhớ nhất. Rồi. Đọc. To pray for our loved ones. To pray for our loved ones is as C.S. Lewis. As C.S. Lewis once said, a sweet duty, a sweet duty, sweet, sweet là ngọt, duty, bổn phận, một cái bổn phận ngọt ngào, dễ thương. Yeah. Cái ông C.S. Lewis, cái tên của cái ông đó là ông C.S. Lewis, Lewis là cái họ của ông. Đã có một lần nói